Xin chào mọi người, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Cường nha. Hôm nay thì Cường sẽ giới thiệu đến tất cả các anh em một cái bộ preset cũng như là một cái bộ panel. Panel thì anh em đã từng xem một vài clip của Cường rồi đấy. Còn preset thì sao? Hôm nay Cường sẽ giới thiệu đến anh em một bộ pro preset rất là đa dụng dành cho tất cả các cái file của chúng ta nhá. File Canon cũng có, file Nikon cũng có, hoặc là Sony cũng được nhá. Nói chung là mình sẽ test trên ba cái file hàng đầu của chúng ta để tạo ra được những tấm ảnh đẹp nhất cho mọi người nhá. Hay còn gọi cách khác là mì ăn liền. Thì anh em thích cái cách làm như vậy thì anh em hãy đọc thêm cái mô tả bên dưới nhá. Cường sẽ cho thêm địa chỉ của Cường này, rồi thì liên lạc với Cường bằng cái gì và tài khoản ở dưới nữa. Anh em nào thích thì anh em tôi liên hệ với Cường nhá. Rồi, ok, chúng ta bắt đầu nào. Ok, và đây là cái file mà Cường đã để sẵn ở trong cái phần demo cho anh em xem nhá. Ở đây thì đầu tiên thì nó sẽ là file của Canon. Canon thì đầu tiên thì Cường sẽ đi test cho anh em file trong phòng trước đi. File này file của anh Nam Black. Nói chung là tất cả file gốc thì nó cũng tương đồng như nhau nhá. Bây giờ Cường sẽ mở 3 file. Một là file ảnh phóng đi. Mình nghĩ ảnh phóng sẽ rất là quan trọng khi mà chúng ta làm. Và thứ hai nữa là những cái file thời trang. Đấy. Và thứ ba nữa là những cái file phông màu đen nhá. Đây là những cái file mà Cường muốn test cho anh em ngay đầu tiên. Và bây giờ tôi sẽ đi mở Photoshop. Ok, bộ Pro Preset thì ở đây Cường đã gom vào một cái thư mục là Cường Tony Pro Preset đây. Khi mà anh em load ra ấy, thì nó sẽ có một cái thư mục riêng như này nhá. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy đây là cái file chúng ta chụp theo dạng fashion, dạng thời trang nhá. Thời trang thì chúng ta sẽ sử dụng đến preset nào? Thời trang thì anh em dùng đến cái lâu cà phê trong phòng rồi nha mọi người nha. Đây, anh em chỉ click chuột vào một cái là xong thôi. Còn anh em muốn tinh chỉnh cái gì nữa chẳng hạn, ví dụ như anh em muốn chỉnh cho nó không vàng hay là không không vàng quá, hoặc là nó không bị, thì anh em có thể kéo cái nhạt màu nhẹ nhẹ xíu là ok rồi nhá. Và cái file thứ hai, cái preset thứ hai, thực ra thì nó sẽ có những cái preset riêng biệt cho từng cái ảnh mọi người nhá. Đây là cũng là một trong những cái preset mà Cường rất, một bộ preset mà Cường rất hay sử dụng. Hôm nay Cường sẽ sale cho anh em với giá bằng một nửa, mà sale 50% thôi nhá mọi người nhá. Đó, đây cái khác nhá, cái khác này đấy, nó có đủ ở đây, nó sẽ có đủ tông màu với nhau nhá, đủ các tông màu khác nhau nha anh em nhá. Đấy, đây là một cái file trong phòng nhá. Chúng ta chỉ cần chỉnh sửa và kéo màu như vậy, xong đó thì chúng ta chỉ việc mở ra Photoshop và chúng ta chấm sửa thôi, rất là đơn giản. Ok, tiếp đến một cái file khác ở trong phòng nữa đi. Đây, cái file này thì ánh sáng nó sẽ sáng hơn một xíu. Đây, Cường sẽ cho anh em coi luôn đây. Cái này chúng ta cũng có thể áp dụng cho các cái file trong phim trường nhé mọi người nha. Đây, những cái file này màu rất là dễ chịu, rất là nhẹ nhàng và cho ra cái chất da rất là thật nha mọi người nha. Đây, Cường zoom to cho anh em còn luôn coi luôn này. Đấy, đó. Và đây nữa, những cái file này thì thực sự với một cái, những cái màu sắc như này thì mình nghĩ là chiếm đến khoảng 40-50% hoặc đến 7 thậm chí là 80% cái doanh thu cho cửa hàng nha mọi người nha. Đây, anh em có thể thấy luôn là màu sắc cho ra rất là ok. Đây, file gốc đây. Một số anh em thì lại không thích nó bị vàng. Cường thì Cường sẽ kéo theo thông màu của anh em. Đây, chúng ta chỉ cần kéo như vậy là xong nha. Và tiếp đến nữa, màu trắng thì sao? Có dùng chung được preset này không? Thì đây, Cường sẽ sử dụng chung cho anh em coi. Màu trắng thì chúng ta vẫn cứ thể sử dụng chung được bình thường nha. Đây, anh em ấn vào cái phần lụm nho này chẳng hạn này. Đó, thì cái file của chúng ta nó ra như vậy luôn. Rất là đẹp nha. Anh em có thể thấy luôn này. Đó. Rồi, còn những tông màu khác thì sao? Có đẹp hay không? Chúng ta sẽ thử nha. Chúng ta sẽ thử cái phần cà phê đi. Một cà phê đi. Cà phê cũng đẹp. Cà phê thì chúng ta sẽ, anh em thấy nó vàng đúng không? Cái này thực ra ấy thì chúng ta chỉ cần giảm nhiệt màu một xíu là ok luôn rồi. Chỉnh sơ sơ là xong rồi. Công việc còn lại rất là đơn giản là chúng ta chỉ việc bỏ ra Photoshop và chúng ta chấm sửa thôi. Đó. Những cái ảnh màu trắng ấy thì chúng ta sẽ áp dụng với những cái tông màu vàng này, rất là hợp nha mọi người nha. Rất là sang. Đấy, nếu như dành cho anh em nào mà trong studio mà thích sang chảnh thì chúng ta sẽ kéo những cái tông màu như vậy. Đây nữa, tôi sẽ thử tiếp nha.
Đó, ok, đây. Rồi, ok, như vậy là file của Calon đã ok nha mọi người nha. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái file khác đi. Cường sẽ kéo một cái file của cái file này thì cái file này Cường không biết Cường kéo rồi. Đây, file của Linh Bình đi. Cái file này là file ngoài trời nhá. Mình kéo trong phòng rồi, bây giờ mình kéo ngoài trời nha mọi người. Cái file này là file mẫu người nước ngoài. Đấy, nhưng mà cái file này thì nó hơi bị đối sáng một xíu. Nói chung là file anh em đi chụp ở ngoài thế nào thì mình nghĩ mà ảnh khi chúng ta chụp về nó cũng như vậy thôi, không khác gì nhiều nha mọi người nha. Đó, thì anh em có thể thấy luôn đây, file này. Đó, đấy. Thì chúng ta sẽ test cái bộ preset của chúng ta xem cái bộ Pro preset này sẽ như thế nào. Đây, anh em chỉ cần click một cái này. Đó, và ra màu đẹp luôn nha. Đây là những cái file mà dành cho cả trong nhà lẫn ngoài trời. Cái file preset này cả trong nhà lẫn ngoài trời nha mọi người nha. Cái file đầu tiên này dành cho file Calon ngoài trời, cực kỳ đẹp. Đây, màu sắc cho anh em có thể nhìn thấy luôn đây. Mình nhấn chữ Q xem. Đó, anh em thấy luôn là màu sắc rất là đẹp, rất là ok nha. Và dĩ nhiên là không phải cái preset nào áp dụng vào nhau cũng đẹp, nhưng mà chúng ta hãy áp dụng đúng preset vào nhau để chúng ta tạo ra những cái ảnh, tạo những cái ra những cái gam màu, những cái tông màu nó đẹp nhất và tuyệt vời nhất. Ví dụ như một cái góc ảnh này của Cường chẳng hạn, Cường chỉ cần add một cái preset này vào tất cả một bộ ảnh này thôi, như vậy là xong rồi, đúng không mọi người? Đây, anh em có thể thấy luôn là cái màu này nó rất là phù hợp với cái tông ảnh như vậy. Ví dụ ở Linh Bình chẳng hạn thì nó sẽ rất là hợp với những cái tông ảnh như vậy. Đây, anh em không cần phải quá là quan tâm đến là cái mặt nó có sáng hay là mặt nó có tối hay không, mà chúng ta hãy quan tâm đến cái cảm xúc của khách. Ví dụ như đây, cái cảm xúc này rất là ok, chúng ta chỉ cần làm như vậy là xong, đúng không mọi người? Rồi, bây giờ Cường sẽ thử tiếp một cái màu nữa nha, cái màu cà phê, cái pha cà phê trong phòng này. Chúng ta vẫn có thể áp dụng được cho cái ảnh này nha mọi người nha. Những cái dạng mà fashion như thế này thì anh em có thể add được hết cả một bộ luôn. Một cái preset anh em có thể add được nguyên cả một bộ luôn. Màu rất là đẹp nha mọi người nha. Màu rất là tuyệt vời luôn. Đấy, đây là file của ngoài trời của Calon nha. Đây, bây giờ mình sẽ ép một cái file của bạn Minh Trí đi. Cái file này bạn ấy có gửi cho mình được. Đây là những cái file thời trang nha, những cái file ạt. Đây là những cái file gốc của bạn ấy chụp. Những cái file gốc bạn chụp rất là đủ chi tiết. Vùng sáng không có bị cháy, không bị gì cả. Thì mình sẽ test cái bộ preset này luôn cho mọi người thấy nhá. Bộ preset này áp dụng cái file nào? Cái ai bộ ảnh này áp dụng file nào? Đây, anh em có thể click chuột vào một cái đây. Cái file này chúng ta vẫn có thể áp dụng cái file màu xanh như lúc nãy nhá. Hoặc là chúng ta sẽ vào cái phần nụm nho này, hoặc là chúng ta sẽ vào phần nói chung là nó có rất là nhiều những cái gam màu khác nhau. Ví dụ như cái gam màu này chẳng hạn cũng được. Chúng ta chỉ cần kéo sáng lên một tí là ok luôn rồi. Đó. Hoặc là cái màu trong đi, màu trong nụm nho đi. Cái màu này cũng rất là ổn nhá. Cái màu này thì anh em chỉ việc đẩy sáng lên một chút xíu là ok. Đấy, còn màu thời trang nói chung là nó tùy vào những cái tấm hình của chúng ta. Có những tấm hình thì chúng ta chụp nó đủ sáng thì chúng ta sẽ, cái này thì anh em chỉ việc căn chỉnh lại ánh sáng đúng một tí xíu là ok nhá. Là mình nghĩ là ok luôn. Đấy, ví dụ như cái màu lụm nho là chẳng hạn nhá, thì chúng ta sẽ chỉ cần đẩy cái ánh sáng lên cao hơn một xíu thôi. Như vậy là chúng ta đã có một cái ảnh rất là đẹp rồi, rất là rực rỡ rồi. Và màu sắc thì không có giới hạn nhá. Mỗi một người thì sẽ có một cái sở thích khác nhau. Nhưng mà ở đây thì Cường sẽ làm tên với những cái màu nó dạng trong hơn này, đẹp hơn này, màu sắc nó rực rỡ hơn. Chỉ cần như vậy thôi là chúng ta đã làm được một tấm hình và chúng ta đã kiếm được tiền rồi, chứ không cần thiết là phải quá là cầu kỳ. Và cái bộ này có bao nhiêu màu? Bộ này nó sẽ có khoảng hơn 10 màu nha mọi người nhá. Và tông chủ đạo của chúng ta đây là màu trong sáng như này này. Anh em có thể nhìn thấy luôn đây không? Cái ảnh gốc này nó bị mù này. Đó. Và chúng ta kéo lên nó trong hơn này. Và cái tấm hình chúng ta nhìn đã thấy rất là ok rồi nhá. Chỉ click chuột một cái là xong rồi, đúng không mọi người? Đây, tấm này nữa nhá. Mình sẽ click vào phần lụm nho này đi. Đấy. Thì cái màu của cái gam màu của chúng ta nó lên nó hồng hào lên rất là đẹp. Chúng ta chỉ cần đẩy cái phần exposure lên một xíu thôi là ok rồi nhá. Đấy, anh em có thể thấy không? Rồi. Cái này có thể áp màu phim vào được không? Được nhé mọi người. Đây, màu phim thì anh em, đây, tôi sẽ thêm một cái glow cà phê. Cái glow cà phê này, đó, glow cà phê cũng ổn nha mọi người nha. Cũng ok luôn. Cái tông màu này nó cũng rất là phù hợp luôn. Anh em thích cái kiểu màu vàng cũng chơi được, màu hồng hồng cũng chơi được nha. Còn cái kiểu mà Newborn, cái file này không phải là dành riêng cho Newborn đâu nha mọi người nha. Cũng dành cho những cái file. Cái này thì Cường thích
có một cái ảnh nó chất ảnh của nó hoàn toàn đầy đủ chi tiết, không mất một tí chi tiết nào. Có một số cái preset thì nó trong hơn, thì dành cho những cái file nào mà anh em chụp ngược sáng nó bị mù. Còn cái file này thì không bị mù thì chúng ta vẫn có thể ok. Tông màu rất là ổn luôn. Đây anh em có thể nhìn thấy luôn before after này. Đó nha. Rồi, đây là file thời trang của K nhá. Cửa sẽ test thêm một cái bộ của bạn Đức Tiên. Thì mình sẽ test trên cái bộ Pro Preset của Cường xem là cái file này có ok không nhá. Đây là cái file mà rất là rực rỡ, nó có đầy đủ màu. Đấy, thì Cường sẽ test cho anh em cùng xem. Đây, ví dụ như cái này là cái file lụm nho chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có từng cái preset nó sẽ ăn khớp vào với nhau. Ví dụ như cái file này chẳng hạn, thì anh em click vào cái nó ok luôn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ test sang file của Lee nha. Đây file của Lee Công. Đây, file của Lee Công ngoài trời. Đây, ok. Đây là bộ file Lee Công. Tiếc là không có bộ file trong phòng nào của Lee Công, cho nên là chưa có test được. Nhưng mà không sao, file Nikon thì cũng gần gần tương tự như file của Canon thôi. Đây là file của D750 nha anh em, file gốc nguyên si luôn. Mình sẽ test thử cho anh em coi luôn. Đây, cái gam màu đầu tiên ở trên ảnh, trên ảnh thì chúng ta sẽ thuộc về cái gam màu ánh sáng, nó cái phần gam màu trắng này cực ám xanh. Cái gam màu này rất là ok nhá mọi người nha, rất là ok, rất là tuyệt vời. Thì chúng ta có thể áp dụng được cho những cái ảnh dạng thời trang như này rất là ổn. Hoặc là cái cà phê, lâu cà phê cũng đẹp mọi người nhá. Cái này nó cũng rất là ok này. Thì anh em chỉ cần đẩy sáng lại một chút xíu là ngon thôi, đúng không? Đó. Thì đây, tôi sẽ test thử cái ảnh khác xem nào. Cái phần đây, cái phần phim trường VIP này, cái phần này cũng rất là ok nha. Đó, anh em thấy ok không? Và cái màu cà phê nữa, cái cà phê này cũng rất là đẹp này. Không phải cái đấy. Còn cái màu trong nượm nho, những cái màu này thì chúng ta sẽ áp dụng cho những cái ảnh ảnh phóng nha mọi người nha. Ảnh phóng rất là ok luôn. Đó, chúng ta chỉ cần đẩy ánh sáng lên thôi. Và tất cả công việc của chúng ta chỉ việc đẩy ánh sáng thôi. Đây nha, mỗi một tấm hình Cường sẽ kéo một cái preset khác nhau nha. Đây, cái này là phim trường VIP của Cường này. Đó, chúng ta chỉ việc đẩy sáng lại một chút xíu là ok. Rồi, đây nữa, cái hôn nhau, thơm nhau này. Santorini ngoài trời, ok. Đây là những cái tông màu mà Cường rất là thích của từ trước đến giờ, Cường rất là thích. Và Cường đã gom lại một cái bộ preset cho mọi người. Và đây nữa, đây là cái này cũng ở ngoài trời luôn. Cái phần đây, cũng cái tông này cũng rất là đẹp nhá anh em nhá. Cái tông này cực kỳ ok. Đấy, thì một bộ preset đây Cường áp đủ rồi. Đây còn một cái nữa, Cường sẽ thêm cho anh em một cái Santo ngoài trời ok này. Màu trong nụm nho này. Đấy, hay là màu thời trang. Thời trang thì nó cũng tùy. Cái này chúng ta sẽ áp vào những cái file mà vintage rất là ok nhá mọi người nha. Tổng thể cho anh em một bộ preset đó là màu màu này là màu tây, màu này nó dạng như kiểu màu màu phim ấy, anh em có thể add thêm noise và cũng ok là xong luôn, một tấm hình không phải sửa. Còn đây là màu trong sáng này. Đấy. Cái này dạng màu add này, cái này màu nó màu trắng, cái phần white mình ám xanh một chút xíu. Còn cái tông màu này là cái tông màu mà mình rất là thích từ năm ngoái đến bây giờ. Đấy, cái này thì ta chỉ chỉnh lại cái phần gam màu thôi. Cái này Cường thích cái màu da nó màu hồng hồng như vậy. Có một đợt Cường rất là thích cái file này. Cường sẽ đây, còn cái phần dưới này là cái màu này cũng rất là ok. Cái này chụp cảm xúc rất là tuyệt vời nha mọi người nha. Đấy, đây là file của Lee nhá. Đây nữa này, còn cái file này hôm qua Cường cũng đã kéo rồi, vì hôm nay Cường sẽ review lại cho anh em xem. Cái file này, cái stock này thì cũng rất là ok, stock này rất là đẹp. Phải nói là tùy vào những địa điểm và địa lý từng nơi, và chúng ta sẽ kéo làm sao cho nó ok. Và khi nào mà chúng ta gặp những cái thời tiết nó đẹp ấy, thì chúng ta sẽ kéo lại đẹp. Cái file này hôm qua Cường có kéo lại rồi, và hôm nay Cường sẽ thêm một cái preset này vào cho anh em nha. Thêm cái này sang bộ Pro preset cho anh em. Thì đây mình sẽ reset về camera raw đây. Và đây là bên này là Cường kéo lại cho nó, thì đổi lại quay trở lại với nhau. Thì ở đây nha, Cường muốn truyền tải lại anh em một điều, đó là khi mà chúng ta kéo màu ấy, thì chúng ta sẽ kéo ở đây nó có hai tông chủ đạo, đó là tông ba tông chủ đạo, đó là tông màu vàng cam này, với tông màu xanh blur và tông màu trắng. Nó chỉ có ba tông thôi nhá mọi người nhá. Thì Cường muốn nhấn ở đây là cái gì, nhấn màu cam lên là một, và thứ hai màu xanh blur lên là màu blue lên là thứ hai, và thứ ba nữa màu xanh blue thì có bầu trời với cái nước mặt nước biển. Thì anh em nào ở biển thì áp dụng những cái preset này cực kỳ là tuyệt vời, cực kỳ là hợp. Cái file gốc của chúng ta đây, file gốc thì cái file này chụp từ Lee Công DF nhá mọi người nhá.
và chiếc len là 50 nhá mọi người nhá. Rồi, ok, cô sẽ thêm cái preset này vào cái bộ Pro preset này cho anh em nhá. Như vậy là ngon lành luôn rồi nha mọi người nhá. Tất cả cái gam khác, tất cả các ảnh khác anh em có thể áp luôn một cái đó, bởi vì là cùng một ánh sáng, cùng một file nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với file của Sony nhá. Đây là cái file của Sony nhá mọi người nhá. File Sony thì hôm nay chúng ta sẽ test cái file của bộ của một anh mình đã tải về rất là lâu rồi nhưng mà không có thời gian để ngồi để sửa. Thì hôm nay mình sẽ test trực tiếp với cái bộ preset này ở trên bộ preset, cái bộ ảnh này trên bộ preset của mình. File chụp rất là lung côm, lúc thì sáng, lúc thì tối. Thì chúng ta sẽ với bộ preset này chúng ta sẽ có thể nhai được cái ảnh này không. Rồi, ok, chúng ta sẽ test nhá. Bây giờ thì cô sẽ chọn một số cái file bên dưới này đây. Cái file này thì chụp hơi bị đuối sáng một chút xíu, nhưng có một số cái thì lại bị cháy một vài phần đấy, nhưng mà đoạn này thì cũng khá đều sáng nhá mọi người đấy. Thì chúng ta sẽ test với cái file như này đây, những cái file nó dạng thiếu sáng như này. Cái file này thì rất là ok, rất là nét căng đấy, nét rất là kinh, rất là khủng, hạt mặt mũi lên hết cả hạt luôn đây. Bất kỳ một cái file nào chúng ta test thì anh em test thử xem là nó có ok không nhá. Đây Cường sẽ chỉ dùng một bộ Pro preset này thôi, còn những cái màu khác thì Cường cũng không có test nhá mọi người. Đây Pro preset đây, anh em click vào đây một cái. Cường thấy tất cả các cái gam màu nó đều ăn khớp với nhau. Tất cả các cái gam màu, kể cả file của Canon, Nikon hay là Sony đều ăn ok. Rồi bây giờ Cường sẽ test thử cái file low này, màu low này. Đấy, màu cam biển. Cái này thì nó sẽ bị tối tại vì là cái màu ở biển này nó sẽ rất là sáng, và anh em kéo cái ánh sáng lên cho Cường là xong. Rồi kéo cái màu ngoài trời ok đi, và anh em kéo cái phần ánh sáng lên là xong. Đấy, nó rất là đẹp nha. Đấy, và cái phần màu lụm nho này anh em cũng kéo cái phần ánh sáng lên cho Cường nha, tại vì là cái ảnh này nó hơi bị đuối sáng. Thì ở đây chúng ta chỉ cần cắt xịt ánh sáng một tí thôi là xong. Đây, file bo này anh em kéo lên này. Đó, những cái tông màu này nó rất là ok, những cái tông màu này Cường đã lọc ra rồi, rất là ok. Đấy, còn trong Cường Tony VIP này chúng ta cũng chỉ kéo cái, chúng ta chỉ cần kéo cái phần exposure lên là xong nhá. Cái phần HDR, cái HDR này ấy, thì dành cho những cái file nào mà cái này là HDR của Tam Đảo thì Cường kéo một cái. Thì cái file này ấy, thì dành cho những cái ảnh nào mà anh em mà muốn làm HDR, những cái ảnh góc rộng chúng ta kéo. Cái này thì anh em cứ để sáng cho Cường là ok nhá. Với lại cái phần contrast tùy từng cái nhá, thì cái contrast cái này là nó sẽ dành cho những cái file nó bị mù thì còn sẽ kéo contrast lên cho cao, không thì anh em cứ để mặc định cho Cường là contrast là không là xong nhá. Rồi ok, như vậy là xong. Cường vừa mới test cho anh em rồi, tất cả các cái file của ba cái hãng máy ảnh hàng đầu ở thế giới thì đều ok nhá. Rồi ok, anh em nào quan tâm đến thì hãy comment ở bên dưới, hoặc là anh em có thể inbox thẳng cho Cường qua Zalo, hoặc là số điện thoại, hoặc là Facebook, chị Cường sẽ cho link ở bên dưới nhá. Rồi xin chào mọi người, anh em thấy hay thì đừng quên sub kênh ủng hộ cho Cường nhá. Bye bye anh em, hẹn anh em trong các cái clip lần sau, và anh em đừng quên tham gia group học cái bảng online nhá. Bye bye mọi người.